Gồm bà, tao có chuyện muốn nói với nàng. Chàng nhìn đi, trong giấc mơ Rahula đang mỉm cười kìa. Đây cũng chính là điều ta muốn nói. Tại sao ta không thể giống như Rahula, không trải qua nỗi bi thương, cũng không biết bi thương là gì? Ta mong được thoát khỏi những khổ đau này biết bao nhiêu. Ta muốn được đi xa. Chàng muốn đi đâu? Đến một nơi không có khổ đau, chỉ có sự bình yên. Ta muốn đi tìm một nơi tu hành. Tiếp thì sao? Nàng, ta vốn nghĩ sẽ đưa nàng đi cùng, nhưng mà Rahula cần có nàng ở bên cạnh. Rahula cũng cần có cha bên cạnh mà. Giờ ta tìm ra câu trả lời, ta sẽ trở về gặp nàng và cả Rahula. Nàng hãy chờ ta. Ai biết được tương lai sẽ ra sao? Chàng cũng không thể. Xin chàng hãy nghe lời cầu xin của thiếp. Gì vậy? Lúc nào chàng quyết định ra đi, xin hãy lặng lẽ ra đi trong đêm tối. Thiếp không thể nào chịu nổi nhìn thấy chàng ra đi dưới ánh mặt trời. Cô bà, con đường phía trước còn minh mang vô định, nhưng mà ta hứa với nàng, sau khi giác ngộ rồi, ta nhất định sẽ trở về với nàng, sẽ trở về với Rahula. Nàng hãy chờ ta. No.